các bạn thân mến như đã hứa thì ngày hôm nay chị sẽ phát trực tiếp cùng với các bạn để chúng ta sẽ cùng nhau chữa nốt cái phần nghị luận văn học ở trong đề thi thử mà hôm vừa rồi thì chúng ta có thi có làm cùng với nhau đúng không ạ và chị rất là hy vọng là các em đã có thể lên xem phần livestream này rồi để chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau các bạn nhé và nếu như mà các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy cứ gửi lời chào tới chị nhé được không nào ờ ok xin chào Đỗ Lan xin chào em ok xin chào các bạn các em đã xem điểm chưa và các bạn có phản hồi gì lại cho chị về phần điểm mà các bạn đã giành được không nào nếu như mà các bạn đã ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé có vẻ như là phổ điểm không cao lắm không cao lắm đúng không à, thực ra mà nói thì chúng ta có thể thấy rằng là cũng có một số bạn đã đạt được cái số điểm nhất định rồi tức là đã có được một cái số điểm cao nhất định rồi nhưng mà chị tin rằng là tất cả các bạn đều giống như chị đều tất cả các bạn của chị thì đều là những người mà thắng thì không kêu mà bại thì không nản phải không ạ các em điểm dù cao hay là dù thấp ở trong lần này thì nếu như mà điểm cao thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục phát huy Còn nếu như bài này thì mình vẫn còn rất là nhiều những cái cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu cùng với nhau đúng không? Ok, xin chào Thúy Hương, xin chào Minh Anh, xin chào Kim Oanh Xin chào Quỳnh Như Ok các bạn ơi à, Các em đã lên chưa nhỉ? Gửi lời chào tới chị nhé Ok, xin chào Khánh Ca, xin chào Nhật Thi Xin chào Nhật Anh. Các bạn đã lên chưa nhỉ? Các em có xem được không? Ok xin chào Phương Thảo. Rồi các bạn ơi. Ok xin chào Thanh Thanh. gửi lời chào tới chị nhá ừ. à, Có lẽ là chắc phải tầm khoảng 1-2 tháng gì đấy Thì chị sẽ tổ chức thêm một lần thi thử nữa dành cho các bạn Bởi vì là khi mỗi cái lần mà tổ chức thi thử như thế này Thì cũng tốn khá là nhiều thời gian Và thêm vào đấy thì uh, chúng mình cũng Tức là bản thân team học văn chị Hiên cũng phải thu xếp mọi thứ ổn thỏa thì mới có thể tổ chức thi thử được chứ không phải là cứ bảo là thi thử là ngày mai có thể thi thử đó. thế nên là chị muốn nói ở đây là gì chị muốn nói với các bạn ở đây là nếu như mà có dịp ấy những cái lần mà chị tổ chức thi thử thì các bạn có thể trân trọng những cái lần thi này bởi vì nó cũng sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn biết được là các bạn đang ở đâu và cũng có thêm giúp cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm nữa được không nào? À, thế nào hả Hồng câu hỏi gì hả Hồng chị không chị chưa nhìn thấy Uh, các bạn ơi, nào quay trở lại nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau chữa cái đề tiếp tục chữa cái đề mà chúng ta sẽ cùng với nhau, chúng ta đã làm cùng với nhau ở trong bài thi thử rồi, đúng không ạ? OK chưa? Nào, uh, quay lại cùng với chị nhé. Nếu mà các em biết bạn bè của mình có thi bài này, ấy, có thi bài này thì các em tác bạn bè vào nhá à nhỏ quá chị nói to mà đâu nhỏ đâu nhỏ chị nói to mà chị nói to mà nhở các bạn có nghe được không chị thấy chị nói to mà à, ok ok đợi mọi người một chút xíu đợi các bạn đến một chút xíu được không nào chị thấy chị nói to mà nhỉ nhỏ gì kem cho tăng âm lượng lên giúp chị đi bởi vì chị nghĩ là chị nói như mọi hôm mà <laughs> Đâu nhỏ đâu nhỏ <laughs> Ok các bạn ơi, các em nghe được không? Các bạn nghe được không ạ? Các bạn nghe được không? Ừ. Uhm. Ok. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay nhé. Ngày hôm qua chị đã chữa với các bạn về phần chị đã chữa với các bạn câu 1 của phần làm văn rồi, cùng với đó là cái câu đọc hiểu rồi. Được chưa nào? À, chúng mình có cái câu 2, đây là đề nghị luận văn học. Được không ạ? Chúng ta có đề bài như sau. Cảm nhận của anh chị về hai đoạn thơ sau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức và cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia sâu rộng, mây vẫn bay về xa. Từ đó làm sáng tỏ nhận định, cất lên những nỗi niềm máu thịt ấy, Xuân Quỳnh là người đàn bà, Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thuở. Đây là cái lời nhận định của tiến sĩ Chu Văn Sơn. Được chưa nào? Rồi, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai cái ngữ liệu đem ra để chứng minh đó chính là gì nhỉ? Đó chính là gì? Khổ thơ 5. Và khổ thơ 9. À khổ thơ 8. Đúng không nào? Chúng ta có hai cái ngữ liệu, đó là khổ thơ 5 và khổ thơ 8 phải không nào? À, nếu như mà năm vừa rồi mà không vào sóng ấy là đã 11 năm đã 11 năm sóng chưa xuất hiện rồi. Đó thế nên là chị nghĩ rằng là cái khả năng mà vào bài thơ sóng luôn luôn là một cái bài tâm điểm. Đúng không? Luôn luôn là một bài tâm điểm. Thế nên là chị nghĩ rằng là bản thân chị nghĩ rằng là các bạn các em phải uh, thật là chú ý. Các em thật là phải thật là chú ý cái này giúp cho chị. Ok chưa? Bài này là cái bài mà các bạn đặc biệt phải chú ý giúp cho chị nhá. À, chúng ta có khổ thơ thứ năm và khổ thơ thứ 8. Các em ơi, chị không thể nào mà đi giải quyết những vấn đề của các em được ví dụ như là chữ mờ quá hay là giọng chị nhỏ quá hay là cái gì đó bởi vì chị đã cố gắng đưa tới những cái tốt nhất cho các bạn rồi chị cũng đang nói với một cái đường cường độ rất là cao rồi thêm với đó là wifi chị nghĩ là wifi là chị cũng về hiện tại là vẫn đang ổn định thế nên là chị mong rằng là các em thay vì việc nói với chị là chị ơi em không nhìn thấy chữ gì cả em thấy mờ quá rồi em thế này em thế kia thì các bạn hãy comment những cái gì tích cực hơn về việc là hỏi chị về những về những cái câu hỏi về văn học hay là hỏi chị những cái vấn đề liên quan được không nào chị bản thân chị thì uh, thực tế mà nói thẳng thắn mà nói chị thì chị không muốn nhìn thấy những cái lời than vãn của các bạn vì bất cứ lý do gì được không ạ à? chúng ta tất cả cùng cố gắng để khắc phục thôi và chị cũng cố gắng hết sức để vì các bạn thôi ok chưa nhá bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau chữa cái đề này trước tiên này cái điều quan trọng nhất mà chị uh, muốn các bạn phải lưu ý khi mà chúng ta làm cái câu nghị luận văn học ấy đó là bao giờ các bạn cũng phải xác định giúp cho chị dạng đề được không ạ à? vậy thì cái dạng đề ở trên ấy là cái gì hả các bạn cái đề ở trên là thuộc dạng gì đây? Hả? Cái đề ở trên là thuộc dạng gì nhỉ các bạn nhỉ? Đề mà chị cho các bạn là thuộc dạng gì? Có phải là đề phân tích không? Hay là đề gì? À, đó là đề gì nhỉ? Chứng minh nhận định. Rõ ràng là đề chứng minh nhận định. Thế mà có tới khoảng 80% các bạn lại viết thành đề phân tích. Được không nào? Có tới 80% các bạn lại viết thành đề phân tích. Chị không hiểu là tại sao các bạn lại lại có thể viết được thành đề phân tích. Thật sự là như vậy. Mặc dù là ở trong phần đề bài các bạn cũng đã định hình được cái mình cần viết là chứng minh nhận định rồi, nhưng mà cuối cùng các bạn lại viết về phân tích. Thì chị đang thực sự là không hiểu tại sao lại lại như thế. Tại sao nó lại có một cái sự thay đổi đột ngột như thế? Và liệu rằng là các bạn đã thực sự hiểu về cái phương pháp làm dạng đề chứng minh nhận định chưa? Được không nào? Thì các bạn sẽ nhìn ở đây giúp cho chị này. Đây là dạng đề chứng minh nhận định đúng không? Vậy thì chúng ta có cái dàn ý để làm dạng đề chứng minh nhận định là gì? Nào. Dàn ý để làm chứng minh nhận định là gì? Nào các bạn. Chia sẻ cùng với chị nhá. Nào. Các bạn thấy là chúng mình chúng mình có một cái dàn ý của chứng minh nhận định mở bài chúng ta làm gì, thân bài làm gì và kết bài làm gì. Nào. Các bạn còn nhớ không ạ? Ừ, chị biết là có rất là nhiều bạn viết bừa. Gọi là đơn thuần là chỉ nhắc tới nhận định ở đó thôi. Và đơn thuần là một lát nữa kết bài tôi nhắc lại nhận định thôi. Còn ở phần thân tất cả đều là phân tích và chị đọc được đến 80% là bài viết dạng phân tích. Thì chị không hiểu là tại sao các bạn lại không làm được cái dạng này, bởi vì đây không phải là một cái dạng đề khó, đúng không ạ? Chị khẳng định luôn đây không phải là một cái dạng đề khó. Nhưng mà chị thực sự là không hiểu tại sao các bạn lại không làm được ấy. Rồi, thế nên chị đang muốn hỏi các bạn là ở đây phần mở bài chúng ta cần làm gì, thân bài cần làm gì và kết bài cần làm gì. Đây có lẽ là cái mà các bạn cần cần phải À, phần kiến thức chắc mỗi phân tích lên làm luôn ạ. À. Thế làm sao mà được hả em? Như thế là không đúng rồi, như thế là không đúng quy trình rồi. rồi các bạn ơi ở phần mở bài của dạng đề chứng minh nhận định chúng ta sẽ phải làm được hai thứ đó là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề trong cái phần đặt vấn đề này các em phải đảm bảo cho chị giúp hai thứ thứ nhất là hai cái đoạn thơ trong bài thơ sóng ấy được không ạ à? và thứ hai là phải nêu ra được nhận định nếu có thể cũng nêu ra được luôn cái quan điểm của các em là các em có thấy cái nhận định đó nó đúng hay là sai, phù hợp hay là không phù hợp. Được chưa nào? Nhá. Sau đó chúng ta sẽ làm phần thân bài. Ở trong phần thân bài này thì có các luận điểm, luận điểm 1 tác giả tác phẩm. Luận điểm 2 giải thích nhận định. Luận điểm 3 phân tích chứng minh và luận điểm 4 có thể có hoặc không có, khái quát. Sau đó kết bài thôi. Ok chưa nào? Kết bài thì các bạn khẳng định lại vấn đề một lần nữa. Và sau đó có thể nêu ra cảm nhận cá nhân. Vậy thôi. Được không nào? Chỉ vậy thôi. Quá đơn giản luôn nhưng mà chị không hiểu là tại sao các bạn biết cái tiến trình này rồi mà các bạn lại không làm, không làm theo cái tiến trình này. Chị thấy rất là nhiều bài các bạn không nêu tác giả tác phẩm Không nêu nhận định Lao vào phân tích luôn Nhiều bài thì lại phân tích Xong rồi một lát nữa ở cuối cùng lại cho cái phần nhận định vào Thì chị cũng không biết Các bạn ký gì nữa Và chị cũng không biết được là Thực sự là ở đây có những bạn nào Nào bây giờ bạn nào chắc chắn Phần nào thì giơ tay giúp chị nhá Những bạn nào đã chắc chắn cái phần này rồi Những bạn nào đã chắc chắn phần này rồi nào. Những bạn nào đã chắc chắn cái cái việc là các em đã biết được cách làm này rồi, nói cho chị biết, giơ tay. Cách làm này là các em đã thuộc rồi. Cách làm này là, cách làm này là các em đã thuộc rồi nào, ai chắc chắn? Nào, ai đó chắc chắn nói cho chị biết nào. Ai đã chắc chắn biết cái này rồi. Thật ra là chúng ta cũng có thể sử dụng tác giả ở trong phần mở bài, nhưng mà chị vẫn luôn khuyên các bạn là gì ạ? Chị vẫn luôn khuyên các bạn là chúng mình không thể nào mà mà viết cả phần tác giả và tác phẩm ở trong phần mở bài được. Được không ạ? Thì đây sẽ là cái dàn ý mà các bạn cần phải quan tâm giúp cho chị nhá. Nhất định là phải thuộc cái dàn ý này và thuộc lâu lâu cái này giúp cho chị. Ok chưa? Nhá nhất định là phải thuộc lầu lầu cái này giúp cho chị. Được không nào? Chứ không thể nào mà không 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 biết cái này được đâu. Đây là cái rất quan trọng phương pháp làm bài là rất quan trọng. Được không nào? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Chúng ta sẽ có một cái dàn ý như thế này, phần mở bài chị không nói nữa. À, có những bạn còn dùng cả lời bài hát uh, gì nhỉ? Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất sông em gì nhỉ? Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời để cho vào cơ. Chị nghĩ là như thế này, thật ra thì nó là một cái mở bài sáng tạo. Nhưng mà đây là một cái một cái phần mà các em trình bày những cái hiểu biết của mình. Um, trình bày những cái hiểu biết của mình về uh, tác phẩm văn học. Thế nên chị mong một điều rằng là chị mong mỏi là các bạn ấy các em có thể gọi là uh, viết nhiều những cái ngữ liệu liên quan tới văn học hơn. Được không ạ? Chị muốn là các bạn sẽ là viết nhiều những cái mở bài liên quan tới văn học hơn để chúng ta có những cái mở bài nó thật là chất chứ không chỉ đơn thuần là là chỉ cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Tức là nó vẫn được nhưng mà chị cảm thấy là nó không được gọi là là văn học cho lắm, thật sự là như vậy. Nên là chị mong là là các em có thể viết được những cái mở bài nó văn học hơn Thay vì việc dùng những cái lời bài hát rất là mới bây giờ, rất là hay bây giờ Mà các em rất là thích bây giờ Thì các em có thể sử dụng những cái câu thơ của Xuân Quỳnh hay là của Lưu Quang Vũ Thì mở đầu sẽ hay hơn rất là nhiều Được không ạ? Chị lấy một cái ví dụ đơn giản Được không? Chị lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết trong những vần thơ của mình Nhà chỉ mấy thước vuông Sách vở xếp cành nồi Nếu nằm mơ Em của tay là chạm vào thùng gạo Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo Ta chỉ có mấy thước vuông Cho hạnh phúc của mình Vâng chỉ mấy thước vuông thôi. Thế nhưng từ tổ ấm gia đình hạnh phúc đó là nơi chắp cánh cho những vần thơ của Xuân Quỳnh bay cao và bay xa, đến gần hơn với trái tim của bạn đọc. Xuân Quỳnh sống yêu và làm thơ với chị đó là sứ mệnh và những vần thơ giản đơn của xuân quỳnh cứ thế đến gần hơn với trái tim của độc giả một trong những thi phẩm làm nên tên tuổi của người nghệ sĩ này đánh dấu bước chuyển mình của xuân quỳnh trong sự nghiệp viết thơ đó là bài thơ sóng sóng là gì đấy được không ạ và để lại nhiều ấn tượng với đoạn thơ Uh, hay là gì ạ, để gì ạ uh, Nhận định về bài thơ này Tiến sĩ Chu Văn Sơn đã viết Hai chấm ngoặc kép, cất lên những nỗi niềm Máu thịt ấy, Xuân Quỳnh thực là Người đàn bà của muôn thùa Điều này được thể hiện rất rõ qua khổ thơ thứ 5 Và khổ thơ thứ 8 của bài thơ Được không? Ví dụ là như thế, hiểu chị không nào Tất nhiên là chị biết là các em Có rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau Và các em nói với chị rằng là Chị ơi em thích như thế cơ Em thích viết như thế tại sao chị lại cấm em Em thích là cao hơn cả núi, rộng hơn cả sông Dài gì nhở? Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời cơ Em thích như thế cơ Thế là chị không được phép cái gì ạ à? Chị không chị không có quyền chị phản đối cái đấy của em Ok Chị đã nói rồi Chị không phản đối Được không nào? Chị chỉ cảm thấy rằng là gì ạ? À? Chị chỉ cảm thấy rằng là nếu như mà các bạn viết được theo một cái cách khác ấy Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Nếu như mà các bạn viết được văn học một chút ấy Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nên điều mà chị mong muốn ở đây là gì? Điều mà chị mong muốn ở đây là các bạn có thể sử dụng những cái ngữ liệu về văn học để làm cho bài của các bạn tốt hơn. Ok không? Nhá. Còn tất nhiên là dùng bài hát cũng được. Chị nói là chị chị đã nói là không có sai, bởi vì đấy là cái sự sáng tạo của các em. Cơ bản là chị vẫn muốn các bạn sử dụng những cái ngữ liệu về văn học. Được không? Chứ không phải là cứ dùng gì cứ cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời xong vậy gì à, gì nhỉ? À, giờ đây anh đã có tất cả những thứ em cần rồi đúng không giờ thiếu vắng em nên anh đau lòng thôi các kiểu những cái câu hát về tình yêu nghe nó hay thôi thật sự đấy nghe nó hay thôi nhưng mà vấn đề là vào, vào một cái bối cảnh mà chúng ta đang viết về một tác phẩm văn học cảm nhận về một tác phẩm thì chúng ta hãy dùng những cái cách mà như chị đã hướng dẫn ok chưa nhá thì về phần mở bài là như vậy phần mở bài các bạn sẽ đáp ứng giúp cho chị đó là chúng ta phải nêu ra được hai cái đoạn thơ đó và chúng ta phải nêu ra được cái nhận định này Ok chưa? Rồi phần thân bài Được chưa nào? Ở trong phần thân bài này thì luận điểm một tác giả tác phẩm Phần này rất đơn giản Được không ạ? À? Các bạn sẽ viết những cái ngữ liệu về Xuân Quỳnh Và bài thơ, về bài thơ sóng của Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh là một người nghệ sĩ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Thơ của Xuân Quỳnh là một giọng một cái giọng thơ rất là gần gũi, đôn hậu, giản dị tựa như hơi thở. Viết về những điều nhỏ bé ở trong cuộc đời nhưng lại bằng những cái tình cảm rất là chân thành. Đối với Xuân Quỳnh, chỉ cần được diễn quan trọng nhất là được diễn tả những cảm xúc của trái tim mình, chỉ có thể bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ được không nào? Và đối với Xuân Quỳnh thì uh, sống là viết thơ, được không ạ? À? Đã sống là phải viết thơ và việc được sinh ra Việc được viết thơ đối với chị là một cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với Xuân Quỳnh Đề tài mà Xuân Quỳnh thường lựa chọn là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu, được không ạ? Và bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được sáng tác vào một ngày cuối năm năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền, tỉnh Thái Bình. Đó là thời điểm Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, là độ tuổi đã trải qua những cái đổ vỡ đầu tiên ở trong tình yêu của mình. Và đó là lúc mà bản thân Xuân Quỳnh cảm nhận được đủ đầy về những t trạng thái của cảm xúc trong tình yêu, có lẽ đứng trước biển, đứng trước đại dương bao la, không thể ngăn nổi lòng mình, thế nên là Xuân Quỳnh đã viết bài thơ sóng. Được không ạ? Nhá. Ok chưa? Ví dụ là như thế, được không ạ? Sau đó thì phần thân bài luận điểm 1 chúng ta sẽ làm như vậy, luận điểm số 2 chúng ta sẽ bắt đầu đi giải thích nhận định trong bài chứng minh nhận định thì cái phần giải thích nhận định này là một trong những cái phần rất là quan trọng các em ạ à, đây là một cái phần thực sự quan trọng tại sao chị lại nói với các bạn là đây là một cái nhận định thật sự là quan trọng bởi vì nếu như mà các bạn không giải thích được nhận định thì đồng nghĩa với việc là các bạn không biết là cái khía cạnh nào các bạn nên đi vào để bám sát nữa được không ạ à? ok chưa nhá à, chúng ta có thể gì ạ à? chúng ta có thể là phân tích những cái phần đấy Chúng ta có thể lược đi một số phần Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải giải thích nhận định Để chúng ta biết là cái nào chúng ta cần nhấn vào Được không? Nhá uhm, Về các cái khóa học của chị ấy Thì các bạn sẽ nhắn tin cho admin của fanpage học văn chị Yên nhá Hiện tại thì đầu tháng tư tới Chị cũng có một cái khóa học và chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về tất cả những cái phương pháp xử lý các dạng đề hướng dẫn cho các bạn cả về đọc hiểu cả về nghị luận văn học cả về nghị luận xã hội và chị nghĩ đó sẽ là một cái khóa học rất là phù hợp với các bạn đang băn khoăn mà không biết phải học văn như thế nào thế nên là nếu như mà muốn học cùng với chị hiên thì nhanh chóng nhắn tin cho admin để được tư vấn nhanh nhất hiện tại thì khóa học cũng đang có những cái ưu đãi thế nên là các bạn hãy nhắn tin ngay cho admin nhé được không nào thấy bảo là hình như các bạn thì đang khủng hoảng đang khủng hoảng cái trang fanpage học văn fan chị Hiên hay sao ấy. Thế nên là các anh chị đang dốc gọi là dốc sức lực, dốc hết sức lực để có thể trả lời cho các bạn ấy. Rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái luận điểm số 2 này. Thì đây chúng ta có cái nhận định như sau. Nhá. Chúng ta có những nhận định như sau, nhận định này. Cất lên những nỗi niềm máu thịt ấy. Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thùa. Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thùa. các bạn nhỏ của chị ơi, có một điều mà các bạn không bao giờ quan tâm đó là có rất là nhiều bạn thì uh, gọi là như thế nào nhỉ? có rất là nhiều bạn thì kiểu như là cũng giải thích nhận định đấy nhưng mà lại giải thích nhận định kiểu không hướng vào cái đối tượng mà mình đang phân tích ấy. bản thân chị thì uh, chị lại có một cái cách làm khác có nghĩa là chị luôn luôn sẽ suy nghĩ và soi chiếu cái nhận định này vào trong vào trong khổ thơ năm và khổ thơ tám bởi vì đây là hai cái khổ thơ mà tôi sẽ đem ra để chứng minh cho cái nhận định này và trước tiên là chị phải soi chiếu vào nó đã để chị bắt đầu mường tượng được ra là nó liên quan với nhau như thế nào đã thì chị nhận ra một điều là cái nhận định này chia làm hai vế vế thứ nhất là cất lên những nỗi niềm máu thịt ấy đã là những nỗi niềm máu thịt thì phải là những cái gì nhở à những cái điều rất gần gũi đúng không gần gũi nhất thân quen nhất da diết nhất đúng không ạ à? máu thịt là thứ mà gần nhất với chúng ta rồi đúng không nào thế nên chắc hẳn rằng đó phải là những cái điều gần gũi nhất thân quen nhất da diết nhất và xuân quỳnh thì vẫn thường viết thơ về những điều giản đơn gần gũi như vậy đúng không nào và đây chúng ta thấy rằng có một cái điều rất là gần gũi rất là thân quen rất là da diết chính là nỗi nhớ à đúng không và tôi tự nhiên tôi an bài được tức là tôi kép được cái ý đầu tiên là tôi sẽ chủ yếu sử dụng khổ thơ thứ năm để tôi viết đúng không nào nhá và tiếp tục này chúng ta thấy này ý thứ hai xuân quỳnh thực là người đàn bà của muôn thủa Thế nào là người đàn bà của muôn thủa? À, thật ra là đây là cái ý mà tôi sẽ lấy cái ý này Để tôi gắn với khổ thơ thứ 8 Được không nào? Tại sao lại gọi là người đàn bà của muôn thủa? Người đàn bà của muôn thủa là như thế nào? Chúng ta có thể thấy là hình ảnh của người phụ nữ trong bất cứ thời kỳ nào thì cũng có một cái đặc điểm chung Đó là nếu như họ đã yêu thì họ sẽ nhớ và nếu như mà họ đã yêu rồi thì họ sẽ luôn luôn có những cái cảm xúc lo lắng thường trực. Ok không nào? Hiểu với chị không nhỉ? Có nghĩa là gì ạ? Xuân Quỳnh thực là người đàn bà muôn thuở ở đây, có nghĩa là hình ảnh người phụ nữ của mọi thời đại từ phong kiến đến hiện đại người phụ nữ luôn có cho mình những cái phẩm chất riêng những cái suy tư riêng và cảm xúc riêng họ biết yêu biết nhớ biết giận hờn và đặc biệt dù có những có những cái âu lo thường trực khi bước vào tình yêu và dù ở thời đại nào thì cảm xúc của người phụ nữ khi bước vào tình yêu là không thay đổi và những cảm xúc trong tình yêu của xuân quỳnh chính là những cái cảm xúc đặc trưng nhất ok chơi nào em hiểu ý chị không vậy là ở đây các bạn cũng đã hình dung ra được là chúng ta phải chứng minh và phân tích xoáy sâu vào cái gì rồi Đúng không ạ? À? Sau khi giải thích nhận định xong, chúng ta chuyển sang luận điểm số 3, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích và chứng minh. Ok, cứ theo đó mà làm. Trước tiên là tôi làm phân tích trước. Tôi phân tích khổ thơ 5 và khổ thơ 8 thì phần này chị hướng dẫn rất là cụ thể cho các bạn rồi. Khổ thơ 5 viết về nỗi nhớ và khổ thơ 8 viết về những lo âu chăn trở. Đúng không ạ? À? Viết về những lo âu chăn trở. Đúng chưa nào? Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích chúng ta phân tích xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm gì nhỉ à chúng ta sẽ bắt đầu chứng minh đúng không chúng ta sẽ bắt đầu chứng minh lại lật lại một lần nữa thứ nhất chúng ta thấy rằng nỗi nhớ đúng không hay là những lo âu là những cảm xúc gần gũi nhất ở trong trái tim của người phụ nữ khi bắt đầu bước vào tình yêu đó là tiếng lòng là tâm can là trái tim của người phụ nữ. Đúng không ạ? À? Tất cả những người phụ nữ khi bước vào tình yêu đều như vậy. Thế nên, đây được coi là những nỗi niềm cất lên từ máu thịt của xuân quỳnh. Phải không ạ? À? Tiếp theo cái ý thứ hai, đó là đây cũng chính là những cảm xúc đặc trưng nhất của người phụ nữ trong tình yêu ở bất cứ thời kỳ nào khi bước vào và sống trong tình yêu. Có thể là nhiều người thì cho rằng tại sao Xuân Quỳnh lại phải lo âu và chăn trở nhiều như vậy. Nhưng mà thực tế mà nói, chúng ta thấy rằng là chính những cái sự lo âu và chăn trở như vậy khiến cho Xuân Quỳnh mang trong mình một cái điều gì đó mà người ta gọi là rất đàn bà. Phải không ạ? À? Bởi vì hầu hết, không phải là hầu hết mà 100% tất cả những người phụ nữ khi họ bước vào tình yêu, họ đều có những cái cảm xúc như vậy. Tại sao họ lại lo âu? là bởi vì họ trân trọng cái tình cảm đó họ trân trọng cái mối quan hệ đó tại sao họ lại trăn trở bởi vì họ sợ rằng mình sẽ già đi mình sẽ đánh mất cái tình yêu của mình bởi vì nhan sắc của mình sẽ tàn phai theo năm tháng được không ạ à? thế nên đó là những cái cảm xúc đó là những cái suy nghĩ đặc trưng nhất riêng tư nhất của những người phụ nữ ok ông nào nhá khi chứng minh xong thì chúng ta sẽ bắt đầu khái quát lại về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ này và khẳng định một lần nữa đây là một cái nhận định hoàn toàn phù hợp với bài thơ sóng Đấy chưa ạ? Sau đó chúng, chúng ta sẽ kết bài Đúng không? Năm tháng sẽ năm tháng sẽ trôi đi Chỉ còn tình yêu ở lại Những những vần thơ tình của Xuân Quỳnh Sẽ là những gì ạ? À? Sẽ, là, sẽ giống như những con sóng biển ở ngoài đại dương Sẽ còn hát mãi những khúc ca của tình yêu để ngàn năm còn vỗ đúng không ạ? À? Đúng như tiến sĩ Chu Văn Sơn đã nhận định, cất lên những nỗi niềm máu thịt ấy, Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thuở vâng người đàn bà của muôn thùa không ai khác chính là xuân quỳnh và người nghệ sĩ này cũng đã từng bộc bạch trong những vần thơ của mình để thêm một lần nữa khẳng định lại một trái tim yêu nồng nàn và say đắm hai chấm xuống dòng mở ngoài kép em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi ok ông nào được không ạ à? ví dụ là như thế được chưa ví dụ là như vậy thì có phải là chúng ta sẽ mở đầu theo cái kiểu đúng kiểu đầu cuối tương ứng không mở đầu là một một cái đoạn thơ của lưu quang vũ và kết đoạn là kết bài là một cái đoạn thơ của xuân quỳnh được không ạ à? thì chị nghĩ là nó cũng là một cái ý tưởng rất là hay cho cái kết cấu của chúng ta một cái kết cấu đầu cuối tương ứng ok chưa các em ơi các em đã hiểu về cái cách làm chưa nhở các bạn đã hiểu về cách làm chưa có vẻ như là vừa rồi nó bị lag một cái là nhiều bạn ao và không vào lại được luôn Sao ạ, các bạn đã hiểu về cách làm chưa? Các bạn đã hiểu những cách làm chưa nhỉ? Hiểu về cách làm chưa các em? Chị nghĩ đây không phải là một cái đề quá là khó, nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là các bạn chưa có định hướng thì các bạn làm thôi. Sau này thì các em sẽ hiểu là cái định hướng rất là quan trọng. Rất là quan trọng, phương pháp rất là quan trọng. À, chữ xấu quá không có cách nào khác là phải luyện tập bây giờ em vẫn còn thời gian để có thể luyện tập chăm chỉ dành viết mỗi ngày thì em sẽ tiến bộ thôi được không nào à, hiện tại thì trong cái khóa học khai giảng tháng tư của chị tới đây thì chị cũng có dạy tất cả nói chung là tất cả mọi thứ về phương pháp về mọi thứ luôn luyện tập các kiểu chị nghĩ là đây sẽ là một cái môi trường rất là ok cho các bạn để các bạn có thể uh, học tập cùng với chị học tập hăng say cùng với chị và đạt được những cái kết quả tốt nhất được không nào không thể phủ nhận là những cái bạn mà đạt được phổ điểm cao đều là những bạn mà đã và đang học lớp online của chị rồi bởi vì các bạn ấy đã biết cái cách làm rồi được không nào các bạn ấy đã hiểu về cách làm và các bạn ấy biết về cách làm thế là các bạn ấy làm rất là trôi chảy chị cảm thấy khủng hoảng nhất là khi chấm cái câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học của các em cực kỳ đau đầu luôn câu nghị luận xã hội thì kiểu như là hách não ấy Kiểu như là viết uh, em đố chị đoán được ý em viết là gì ấy. Còn cái công nghị luận văn học Thì kiểu sâu xài kinh khủng luôn Chị không biết là có phải là do cân bằng thời gian của các bạn còn kém Hay là em không còn gì để viết Mà các bạn lại có thể viết một cách sâu xài đến như vậy Chị thực sự là không hiểu Thực sự không hiểu luôn đấy Không hiểu là các bạn đang kiểu học kiểu gì luôn đấy Thật sự đấy Thế nên là chị nghĩ rằng là uh, Chỉ có một cách thôi Dành cho tất cả các bạn chỉ có một cách duy nhất thôi Đó là các bạn phải chăm chỉ luyện tập Chăm chỉ viết được không ạ đó là điều quan trọng nhất chăm chỉ luyện tập chăm chỉ viết và chăm chỉ tham khảo những cái bài viết hay tất nhiên rồi nếu như mà có thể thì chị sẽ đăng những cái bài viết hay lên cho các bạn ở đợt thi thử vừa rồi để các bạn tham khảo ok không ạ nhưng mà cũng có một cách khác để các bạn có thể học văn dễ dàng hơn đó chính là tham gia vào lớp học online của chị hiên à, chị không hứa hẹn là sẽ tạo ra cho các bạn một cái môi trường học tập tốt nhất học tập online tốt nhất Uh, nhưng mà chị sẽ hứa hẹn chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một cái môi trường học tập sôi nổi nhất và tận tâm nhất thế nên là nếu như mà có thể thì hãy đồng hành cùng với chị để chị là người dẫn đường cho các em chị là người cùng với các bạn định hướng về cách học và xử lý tất cả các cái đề rất là gọn gàng năm nay thì cái thời gian đẩy bị đẩy lùi đúng không chúng ta sẽ thi đại học muộn hơn nhưng mà đây sẽ là cái thời điểm mà để các bạn chuẩn bị rất là nhiều thứ cho tương lai của chính mình chị tin chắc chắn là như vậy nên chị mong là các em sẽ có được một cái sự chuẩn bị cẩn thận cho tương lai của mình bởi vì thực sự đó là tương lai các em ạ thực sự đó là tương lai nếu như mà lan man hay viết thiếu thời gian đấy lại nói đến cái câu chuyện lan man thực sự mà chia sẻ là như thế này đấy là chị cảm thấy là các bạn viết rất là nhiều nhưng mà lại không hiệu quả thật sự đấy viết nhiều nhưng mà lại không hiệu quả thì chị cũng không hiểu tại sao mà các bạn viết nhiều như vậy mà lại không hiệu quả à, giống như kiểu là viết tràng ra rằng... Hải viết rất là bay bổng mà bay đến cái mức mà chị không lôi được các em về luôn ấy. Thế nên một trong những cái yêu cầu tối thiểu là chúng ta cần phải biết tiết chế nữa Liệu công cấp bắm để cho cân bằng thời gian nữa Đó cũng là điều rất quan trọng Không phải là ai cũng làm được điều này ngay Mà chúng ta cần phải có quá trình để luyện tập Nhưng trước tiên chị nghĩ rằng là cái lộ trình tốt nhất dành cho các bạn Đó là các bạn thứ nhất học chắc kiến thức nền Thứ hai học chắc phương pháp Thứ ba luyện tập thật là nhiều và đa dạng ở các dạng này Thì chắc chắn là các em sẽ viết tốt thôi Ok không nào nhá thì đó là cái đề thi thử của chúng mình vừa rồi à, bây giờ thì mới có thời gian ngồi lại để gửi một cái lời cảm ơn đến các bạn chị biết là thời gian của các bạn thì là vàng và bạc rất là quý giá thế nên là chị cảm ơn các em rất nhiều bởi vì đã trích cái quỹ thời gian của mình ra để thi thử cùng với chị để viết những cái bài viết rất là chất lượng để gửi cho team học văn chị Hiên để cho chị đọc để cho các anh chị cùng đọc và cùng được gọi là mở mang thêm về cái sự hiểu biết của mình để cho anh chị được kiểu như là tìm uh, đắm vào trong những cái bài viết của các em và bị thuyết phục bởi những cái bài viết của các em. Rất là cảm ơn các bạn vì điều này và hy vọng là những cái lần thi thử tiếp theo đây, nếu như mà chị có tổ chức thì các bạn cũng sẽ tham gia nhiệt tình cùng với chị như vậy nhá. Được không ạ? Ngày hôm nay thì có vẻ như là do wifi không ổn định hay sao ấy, thế nên là các bạn vào xem khá là ít. Chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong một cái phần phát trực tiếp khác nhá và chị sẽ còn chia sẻ với các bạn rất là nhiều điều nữa, yên tâm đi. Hãy chờ đợi những cái điều thú vị tuyệt vời sắp tới mà team Học Văn chị Yên mang lại cho các bạn. Việc của các bạn chỉ là chăm chỉ like, share, comment tương tác và chia sẻ những cái thông tin tốt đẹp này đến cho bạn bè của mình để để gì ạ? À? Để pet Học Văn chị Yên ngày càng phát triển hơn nữa nhá. Ok không nào? Cảm ơn các em rất nhiều. Uh, vì uh, đã tham gia và kỳ thi thử và chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ một lát nữa đi ngủ thật là ngon và hãy ngày càng yêu văn hơn này ngày càng uh, cảm thấy cái môn văn là một môn học rất là thú vị và chúng mình sẽ học thật là tốt môn học này hứa với chị là như thế nhá ok không rồi cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các em nhá bye bye